Thưa quý vị, liên quan đến vụ việc ngộ độc thực phẩm làm hàng trăm học sinh phải cấp cứu xảy ra tại trường liên cấp iSchool Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế vừa đề nghị Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa đình chỉ hoạt động tạm thời bếp ăn của trường này. Bên cạnh đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa cũng có công điện khẩn gửi Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu khẩn trương xác định nguyên nhân của sự việc. Theo báo cáo nhanh của Sở Y tế Khánh Hòa, vụ việc xảy ra vào ngày 17 tháng 11. Hơn 800 học sinh bán trú tại trường sau khi ăn trưa với các món cánh gà chiên, gà luộc xé, canh thịt heo thì có triệu chứng đau bụng, nôn ói, tiêu chảy và sốt. Tính đến 8 giờ sáng ngày hôm qua, 123 học sinh đã phải tới 4 bệnh viện trên địa bàn tỉnh để cấp cứu điều trị. Hiện tại, tình trạng sức khỏe của các cháu ổn định, chưa có trường hợp nặng.